ta lại đi khám phá một khu rừng. Khu rừng này bỏ cỏ dại mọc nhiều quá, rậm rạp quá. Xem có cái gì đây. Đây là một cái gì đây. Bà con ơi, đây là một cái bể mà vứt toàn xác gà, bao gà, những cái bao gà chết thối đây này. Đấy, những bao này ở đâu mà người ta mang lên vứt đầy đây này. Kinh quá. Đây là một cái bể ở trên giữa rừng. Và bây giờ dân ở đâu mang đầy gà quấy xuống đây. Vất trời trời. Kinh quá. Kinh quá bà con ơi. Rậm rạp mà kinh quá. Không có đường đi nữa. Cỏ mọc tùm. Như này thì đi thế nào không được. Không có đường đi nữa. Sợ quá. Đi vòng ra đằng sau này. Đi vòng ra đây vậy. Đi vòng ra chỗ chỗ quang đãn này vậy. Đấy. Này phải cháy. Cây cũng còn nhỏ nát. Trồng cũng khá thẳng. Ui trời, rậm rạp quá, cây cối rậm rạp quá. Đây có mấy cây này to ghê. Mấy cây này to ghê. Cây này to ghê. Cây này khá to à.
các bạn xem video hãy đăng ký kênh, chia sẻ để xem các video tiếp theo. Xin chào các bạn.